chiếc xe thì là trắng gì đây? Đây là tem em dán ạ. À đây đây là custom đúng không? Xe custom, đây là chiếc xe phía kia của bạn trai. Em ở đâu nhỉ? Em ở Thường Tín ạ. Sơn Tây. Thì mới đầu xe của bạn ấy là đây. Là quả đồ đĩa là đồ đĩa 44T. Đấy thì đi 44T đi nó nhẹ quá đúng không em? 44T đi nhẹ đúng không? Đấy bạn muốn thay sang con quả đồ đĩa Master. Con này là 48T. Thì sau thời gian bạn này chơi con này chơi bao lâu rồi em nhỉ? Chơi tầm 4 tháng rồi. Thì bây giờ là lâu ngày quá, tháo cái này là rất là khó, em thử tháo này. Thử dùng có công tháo cái kia. Cái tránh đúng không? Đấy, thì là đây là những chiếc xe order đúng không? Chiếc xe order nhé. Em ơi, xe này xe em order từ order. Mua cũ. Cho nên là những cái dòng mà đùi đĩa của dòng đùi đĩa kém chất lượng ấy thì sau thời gian ấy thường là tháo ra nó vàng sẽ bị cháy xe này. Cho nên bây giờ là muốn thay cái đùi đĩa to hơn thì là không tháo được cái này. Đấy, dùng các kiểu em đang thử quan này. Đấy, muốn thay đùi đĩa 44T này là 48T đùi đĩa hàng thương hiệu Master nhá. Nhưng mà cho cái này vào thì nó bị cháy xe này. Đấy, nó cháy xe nó không ngờ, không ra được thì đấy. Thì xe là xe đạp mà anh em mua mà không phải đúng cái shop uy tín hoặc là tự order, không có đơn vị mà người ta con này người ta hỗ trợ bảo dưỡng sửa chữa kiểu thì nó sẽ bị hiện tượng là gì, sau thời gian đi cường độ cao nhất là sẽ kia nó dễ bị hỏng, nó hỏng thì nó cháy, nó phá thay đồ thì có thể nó sẽ phải phá thay đồ rất là nhiều thứ. Và sau đây là bạn kỹ thuật, bạn sẽ dùng cái môn võ công là dùng búa để kích ra, dùng mẹo thì mới có thể kích được cái đùi đùi nhất này ra. Em lấy em đặt vào ra. Cái rất là khó đẻ luôn. Nói xong rồi, cùng mọi võ công thì em nó đã ra được.